Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn qua kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn bản thân được công thành danh toại. Bất kể là nam hay nữ đều mong muốn mình có được một cuộc sống viên mãn đủ đầy. Trước hết là lo cho chính mình, sau là muốn xây dựng gia đình êm ấm, sung túc, mang đến hồng phước cho những người thương yêu. Theo tử vi học trong 12 con giáp thì tuổi Dậu trong năm 2020 phá thái tuế, nên xét về trực quan thì tuổi Dậu sẽ gặp nhiều gian truân. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà nản lòng, bởi bài toán nào cũng có cách giải, hung tinh xấu thì cũng có những cát tinh tốt lành. Vậy, tốt xấu cụ thể từng tuổi ra sao? Vận trình tài lộc sức khỏe của tuổi Dậu năm 2020 thế nào? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Cát hung đạp vận tuổi Dậu năm 2020 bao gồm những người sinh năm 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 và 2017. Bảo giá hộ hàng quý nhân lai, lưu niên ngộ sát đa hối khí, cửu tử chiếu phát tài hỷ an, thái tuế tương phá vận ba chiết. Thái tuế tương phá cửu tử chiếu Phật gặp sát, còn giáp Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Đây cũng có thể gọi là một loại phạm thái tuế mà lại có hai sao là Quyển Thiệt và Phi Ma nhập bệnh, cũng có nghĩa là vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động, phá hao khẩu thiệt thị phi, gặp phải nhiều chuyện phiền phức là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng có điều may mắn là con giáp Dậu năm nay tiết sinh nên có thể nói có chút cải thiện với vận hạn của năm. Hơn nữa thái tuế là thực thần tinh, thực thần có ý nghĩa là thực lộc, phúc khí. Ngoài ra thì tuổi Dậu năm nay gặp một số cát tinh trợ thân, cho nên năm nay cũng có thể coi là một năm có không ít chuyện vui xảy ra với tuổi Dậu. Do vậy, về tổng thể mà nói thì người tuổi Dậu trong năm nay có vận thế chia đôi theo cách cát hung, chia đều mỗi nửa. Do cách cục phá thái tuế cực xấu nên những người tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón cát thần, hóa giải hung thần, giúp cho vận hạn của mình được hóa giải. Về mặt sự nghiệp, được sao Phúc Đức, Phúc Tinh, Thiên Đức và sao Cửu Tử là những cát tinh cùng chiếu nên người tuổi Dậu gặp nhiều quý nhân phù trợ, làm việc gì thì cũng được may mắn, hóa dữ thành lành, hóa hung thành cát. Công chức đi làm thì được lãnh đạo chú ý tới và đánh giá là người có năng lực làm việc, có được sự ghi nhận đề bạt thăng tiến, nhận được nhiều cơ hội để gánh vác những công việc quan trọng hơn. Người kinh doanh buôn bán thì trong năm nay cũng là một năm có nhiều thuận lợi như ý, những khó khăn đến không quá lớn. Đối với những ảnh hưởng mà phá thái tuế và quyển thiệt mang lại thì cần phải chú ý giữ gìn một số mối quan hệ hợp tác làm ăn, tránh hết sức về lời ăn tiếng nói quá đà, phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp. Về phương diện tài vận, người tuổi Dậu trong năm nay có sao Cửu Tử và Phúc Đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, không ít những cơ hội kiếm tiền mang lại. Nhưng là một năm có trực thái tuế nên cũng dễ xảy ra chuyện phá tài hoặc là bị lừa gạt mất tiền của, cho nên người tuổi Dậu trong năm nay muốn cất giữ tiền tài chỉ e cũng khó. Về mặt sức khỏe thì người tuổi Dậu trong năm nay vì phá thái tuế lại bị thái tuế tiết thân nên về sức khỏe sẽ gặp một chút vấn đề, dễ có vấn đề đau ốm mà phải mổ xẻ. Ngoài ra thì có sao Phi Ma nhập mệnh nên dễ có chuyện xảy ra với người trong nhà không thể lơ là. Sử dụng pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo để tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn tài lộc và hóa giải mọi tai ách của năm 2020. Cát hung vận hạn, cát tinh cửu tử, thiên hỷ, thiên đức, phúc đức, phúc tinh. Sao cửu tử tượng trưng cho tài vận và hỷ duyên, mà cát tinh thiên hỷ càng minh chứng là mệnh chủ có hỷ sự, tài lộc tăng tiến hoặc là có việc may mắn trong hôn sự hay là cũng như sinh nở. Sao thiên đức là sao về thần đức phù hộ, là sao áp sát tinh, là giải cứu tinh. Có khi sao thiên đức chiếu tới, người tuổi Dậu sẽ được thần linh phù hộ rất nhiều trong năm Canh Tý, có thể hóa hung thành cát, có được phúc báo. Sao phúc đức và sao phúc tinh đều có nghĩa tượng trưng cho vận may, bình an và sự thuận lợi, cũng tức là khi không may gặp chuyện bất lợi nào đó thì chỉ cần cố gắng nỗ lực của bản thân, không nản chí, có thể hóa hung thành cát, thoát khỏi cảnh khó khăn. Đừng quên luôn mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 các bạn nhé!
hung tinh, hàm trì, quyển thiệt, vi ma. Vì bị ảnh hưởng của phá thái tuế, người tuổi Dậu trong năm nay dễ gặp phải những tai họa ngoài ý muốn, bất lợi đến sức khỏe. Lại có 3 sao sống nhập mệnh như hàm trì, có ý là đào hoa sát, đặc biệt là với người đã kết hôn, nên cẩn thận, giữ sạch thân mình, làm việc theo lý trí. Sao quyển thiệt thì có ý là họa tòng khẩu xuất, họa từ miệng mà ra, dễ bị khẩu thiệt thị phi. Sao phi ma thì biểu thị năm nay cần chú ý đến sức khỏe của người trong nhà. Cát hung luận giải, tài vận trung bình, người tuổi Dậu trong năm nay có sao cửu tử và phúc đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, xuất hiện không ít những cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là sao cửu tử tượng trưng cho tài vận và hỷ duyên. Sau này sinh vượng có lợi cho việc cầu tài, nhưng do tương phá với niên chi và tuế chi nên cũng có sự xuất hiện của phá tài, dễ bị hao tán tiền tài. Ngoài ra thì gặp sao quyển thiệt và phi ma, hai sao này đều là sao quản về tài, nên dễ xuất hiện việc bị trộm cắp, lừa gạt, dùng tiền nhiều để trị bệnh tật. Có thể thấy người tuổi Dậu nếu muốn cất giữ tiền trong năm nay là điều khó thực hiện được. Về phương diện thiên tài, năm nay cũng bình thường, không có gì đặc biệt, vì là năm phá thái tuế nên cẩn thận bị người khác hiểu lầm. Ngoài ra thì cần dựa vào linh cảm và trực giác của bản thân để có thể kiếm được chút tiền từ trong hy vọng, chứ không mong được quá nhiều. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp thì hãy lưu ý bố trí phong thủy nhà ở và văn phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đúng phong thủy, đồng thời sử dụng pháp khí kích tài vận sự nghiệp, phi long thất tình đổ trận theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Sự nghiệp tiểu cát, được sao thiên đức và phúc tinh chiếu mệnh nên năm nay người tuổi Dậu nhất định có vận quý nhân, được giúp đỡ của người lớn tuổi hoặc là cấp trên, cũng như là được cấp trên khen thưởng và giao phó trọng trách quan trọng trong công việc. Nhưng người tuổi Dậu năm nay vẫn không thoát khỏi phá thái tuế và ảnh hưởng của các hung tinh khác trong sự nghiệp. Trong cát thì có trạng thái trì trệ, sao quyển thiệt sẽ dẫn đến việc thay đổi môi trường làm việc mới cho người tuổi Dậu vì lý do thị phi. Về học hành rất dễ vì mài ham chơi mà không có ý chiến thủ, ảnh hưởng đến thành tích học tập và thi cử. Nếu có thể phối hợp bát tự của một người trên bàn đặt tháp văn xương để thúc giục việc học hành. Về sức khỏe trung bình, người sinh năm Dậu rơi vào phá thái tuế trong năm nay, sức khỏe có sự ảnh hưởng ít nhiều nên cần chú ý đến trạng thái sức khỏe trong năm, đặc biệt dễ bị vì bệnh nhỏ chủ quan không để ý như là đau đầu, bị sốt, cảm cúm. Ngoài ra, hai hung tinh là phi ma và quyển thiệt chiếu và tác động nên hệ hô hấp bị ảnh hưởng, dễ bị nhiễm cảm. Về an toàn bản thân thì sẽ ít bị ảnh hưởng như sức khỏe, nhưng cũng không được chủ quan, nhất định phải tuân thủ luật giao thông. Đào hoa tiểu cát, phương diện tình cảm được lợi từ sao thiên hỷ, người tuổi Dậu có phần trình tình cảm rất lý tưởng. Những bạn đơn thân tuổi Dậu có dấu hiệu tốt về mặt nhân duyên, có thể thông qua nhiều cách khác nhau để tiếp cận với người khác giới, nắm vững tốt cơ hội của mình. Nhưng đối với người đã kết hôn thì vì có sao phi ma và quyển thiệt nên sẽ khiến tăng thêm mâu thuẫn trong gia đình. Sẽ có mâu thuẫn phát sinh với bạn đời từ những câu nói. Do vậy, cần phải tăng thêm sự nhẫn nhịn và bao dung mới có thể vượt qua sự ảnh hưởng của hung tinh này. Ngoài ra thì có thể hóa giải bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, đồng hồ chim công treo trong phòng khách tại vị trí được chuyên gia phong thủy tư vấn. Cung đào hoa thì cực kỳ quan trọng, tại những vị trí này thì phải giữ sạch sẽ, không để những đồ đạc bẩn thỉu ô uế kẻo ảnh hưởng đến nhân duyên của mình. Vận thế luận giải chi tiết. Quan vận, năm nay người tuổi Dậu có thiên hỷ và thiên đức chiếu mệnh nên có vận may, đồng thời thì có sự tương trợ của các tinh quý nhân nên sự nghiệp công việc rất tốt. Nếu như biết tranh thủ tích cực nỗ lực làm việc chăm chỉ thì ắt sẽ được ghi nhận, đánh giá cao và khen thưởng của lãnh đạo, có cơ hội thăng chức. Nhưng năm 2020 cũng là năm của phá thái tuế, nên cùng với sự thể hiện tích cực cũng cần phải chú ý đến sự đố kỵ và ghen ghét ngầm của người khác, thậm chí là bị phá sau lưng. Cần chú ý hơn nữa đến lòng tốt của quý nhân và sự giúp đỡ ngược lại, dễ khiến cho bản thân tiến thoái lưỡng nan, rơi vào cảnh tự mua giày buộc mình. Cần phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về cách hóa giải, hoặc sử dụng pháp khí phong thủy phi long thất tinh đổ trận, sử dụng chất thất tinh để kích hoạt quan vận, tài vận và sự nghiệp của người Dậu.
Về tài vận, vào năm Canh Tý thì người tuổi Dậu gặp các tinh cửu tử và phúc đức chiếu mệnh, chỉ cần cố gắng nắm bắt thì sẽ cầu tài đắc tài, nhưng cần phải chú ý đề phòng bị phá thái tuế làm lay động. Trên con đường kiếm tiền dễ gặp trở ngại và cản phá, hoặc rơi vào cảnh tiền đến tiền đi. Kiến nghị bạn nên lấy sự bình ổn là nguyên tắc chính, cần phải cẩn thận ghi nhớ, luôn bình tĩnh đối diện với những ảnh hưởng của sự phá tài. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, không nên coi trọng quá mức. Về hôn sự, do sao thiên hỷ chiếu nên người đơn thân tuổi Dậu năm nay sẽ có được vận đào hoa rất tốt, có nhiều cơ hội kết bạn với người khác giới. Nhưng cũng vì nguyên nhân của phá thái tuế và quyển thiệt đến, nên trong chuyện tình duyên dễ gặp phải sự thử thách và cản trở. Nếu như bạn luôn đeo bên mình vật phẩm vượng đào hoa có thể hóa giải được vận hạn này và phối hợp với bát tự của mình để có thể tốt hơn và như ý hơn trong tình duyên, cần xem kỹ dự đoán vận đào hoa của mình của từng tháng để nắm bắt cơ hội của nhân duyên, tránh để lỡ. Nhân đinh, năm nay do tuổi Dậu gặp thiên hỷ mà sau này lại chỉ sinh dục tài lộc hôn nhân, nên không chỉ là người chưa kết hôn dễ thành công trong hôn sự mà đối với người đã kết hôn mà nói, còn có thể là muốn gì được nấy, là năm đón nhận một thành viên nhí ra đời. Vì vậy, cần tích cực cho khâu chuẩn bị thật tốt để vấn đề sức khỏe, tiền sinh sản cho thật tốt để có được một em bé mập mạp khỏe mạnh ra đời. Về sức khỏe, về mặt sức khỏe của người tuổi Dậu vào năm Canh Tý thì không mấy lạc quan vì bị thái tuế tiếp thân, đặc biệt dễ bị những vận vặt như là sốt, cảm mạo, đau đầu. Ngoài ra thì có sự tồn tại của hai hung tinh là Phi Ma và Quyển Thiệt nên người tuổi Dậu có vận trình bị ngược lại, tâm trạng hay thấy mệt mỏi, bệnh vặt thường xuyên thăm hỏi. Vận hạn từng tuổi, Ất Dậu sinh năm 2005 16 tuổi, Gà Hát Ban Trưa. Sinh năm 2005 có nạp âm ngũ hành là Tuyền Trung Thủy, đa phần là người nhanh mồm nhanh miệng, tâm tính thẳng thắn, ngang bướng, vật chất thì không thiếu, phúc thọ song toàn, được nhờ gia đình. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là quan tinh. Năm nay những người sinh năm 2005 luôn được cha mẹ và các thầy cô quản lý, dạy dỗ nghiêm ngặt. Tuổi trẻ là thời điểm giao thoa của mọi vấn đề nên hay nảy sinh ra những suy nghĩ không đúng đắn và thích thể hiện mình. Cho nên các bạn trẻ cần biết điều tiết, ép mình vào học hành, tu tâm dưỡng tính. Học hành có ý thức tốt thì mới có thể làm nên nền tảng cho sự nghiệp sau này. Trên bàn học thì nên đặt tháp văn xương để thúc giục việc học hành. Năm mệnh 16 tuổi, kế đô chiếu mệnh dễ gặp phải tai họa bất ngờ mang tính vô vọng. Nữ mệnh 16 tuổi, thái dương chiếu mệnh sau này rất bất lợi với nữ, các bạn nên cần chú ý về mặt phụ khoa và chú ý sức khỏe, tránh vấn đề thai sản sau này. Quý Dậu sinh năm 1993, 28 tuổi, gà trong nhà. Tuổi Dậu sinh năm 1993 là âm ngũ hành là kiếm phong kim, phần lớn là người chính trực, công bằng, thẳng thắn, cả đời có vật chất tiềm ẩn, cuộc sống đầy đủ ổn định, là người không tham lam, không lấy gì của ai, nhưng người nhà lại lạnh nhạt. Năm Canh Tý thì có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là ấn tinh, năm nay có cơ hội phát triển thêm một tầng cao nữa trong đời người, rơi vào một giai đoạn phát triển mới. Năm nay thì nên có sự chuẩn bị cho sự thay đổi này bằng cách học tập, thay đổi phong cách tốt hơn nữa để nâng cao giá trị của bản thân, không ngừng học tập, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn để có sự chuẩn bị tốt cho sự phát triển trong sự nghiệp. Ngoài ra thì năm nay có cơ hội giao dịch bất động sản hay là mua bán xe ô tô, cần chú ý kỹ về các điều khoản trong hợp đồng để tăng cường may mắn, sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Năm mệnh 28 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, hành niên trực La Hầu, chủ nhân bách sự ưu, dễ có những câu chuyện về khẩu thiệt thị phi, dính dáng đến pháp luật hay là có sự phân tranh về giấy tờ. Nữ mệnh 28 tuổi, kế đô chiếu mệnh, mệnh chủ gặp khẩu thiệt thị phi, nên đi du lịch nhiều hơn, không nên ở trong nhà lâu ngày. Tân Dậu sinh năm 1981, 40 tuổi, gà Tàng Long. Sinh năm 1981, nạp âm ngũ hành là Thạch Lựu Mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, tinh thần luôn sảng khoái, được mọi người kính trọng, tiền của đủ dùng, nhưng anh em trong nhà thì lạnh nhạt. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, năm nay phải vất vả mới có được tiền của.
cần phải lưu ý về sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra, năm nay dễ xuất hiện vấn đề ảnh hưởng hôn nhân gia đình hoặc là danh dự cá nhân liên quan đến đào hoa, cần phải luôn giữ cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, tránh bị mê hoặc. Do rơi vào cục phá thái tuế nên Tân Dậu vẫn phải đề phòng nhiều thứ. Cách hóa giải tốt nhất là luôn mang bên mình một vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia. Nam mệnh 40 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại cần phải đề phòng tai nạn. Nữ mệnh 40 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh cần giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là những bệnh liên quan đến phụ khoa. Sản phụ cao tuổi nên cẩn thận hơn nữa, phòng chuyện khó sinh. Kỷ Dậu sinh năm 1969, 52 tuổi, gà gáy sớm. Người tuổi Dậu sinh năm 1969, nạp âm ngũ hành là đại trạch thổ, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, vật chất đầy đủ, khó dựa người thân, làm việc đều như ý. Năm Canh Tý thì có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tỷ kiếp, dễ có tranh chấp khẩu thiệt thị phi với người khác, cần đề phòng tiểu nhân làm liên lụy và ảnh hưởng tới, cẩn thận mất tiền của do việc không như ý. Năm nay thì có thể tham gia các hoạt động tụ tập, bạn bè cũ, liên lạc liên quan đến tình cảm để tăng thêm tình cảm với người khác. Để cuộc sống được viên mãn hơn thì hãy sử dụng pháp khí, phong thủy, thập nhị thần bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia để có được tài lộc, may mắn và bình an. Nam mệnh 52 tuổi, kế đô chiếu mệnh cần đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nữ mệnh 52 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh sau này bất lợi với nữ mệnh, dễ xuất hiện những tai ương ngoài ý muốn. Đinh Dậu sinh năm 1957, 64 tuổi, gà độc lập. Người tuổi Dậu sinh năm 1957, nạp âm ngũ hành là sơn hạ hỏa, phần lớn là người nặng tình cảm, gần gũi với người giỏi, nổi tiếng, có địa vị, lợi quan, cận quý, hồi trẻ vất vả gian nan, lúc về già thì được hưng vượng. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là thực thương. Vì năm sinh có địa chi xung khắc với địa chi của năm nay nên cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe, mọi việc luôn lấy tâm bình lặng để đối diện, không nên quá nhạy bén mà thấy khó chịu mệt mỏi. Đồng thời thì cũng cần chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nam mệnh 64 tuổi, La Hầu chiếu mệnh, dễ có khẩu thiệt thị phi, nặng hơn thì dễ có sự tranh chấp liên quan đến pháp luật. Nữ mệnh 64 tuổi thì kế đô chiếu mệnh, dễ gặp khẩu thiệt thị phi, đồng thời cần xử lý thỏa đáng những tranh chấp với mọi mối quan hệ. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn là về phương diện bệnh tật, học hành, công việc. Năm nay, người tuổi Dậu có can ngày sinh Giáp Mộc, mệnh chủ dễ có khả năng gặp rắc rối về bệnh tật, cần chú ý về mặt sức khỏe, tránh làm việc quá mức. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, lãnh đạo cấp trên mà có rất nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là tiếp cận với lĩnh vực mới hoặc ngành nghề mới, làm cho bạn thêm phần hứng khởi, cũng có thêm thành danh trong sự nghiệp hoặc làm quen được bạn tốt hay là cũng như thầy giỏi. Tình cảm thì có tốt, có xấu, có thể bị bạn đời quản lý quá nhiều. Thiên quan ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn là về các phương diện thị phi, thăng tiến, áp lực. Năm nay tuổi Dậu có can ngày sinh Ất, năng lực làm việc có thể được nâng cao, khiến cho lãnh đạo phải ghi nhận. Nhưng trong các mối quan hệ thì cần phải chú ý lời nói biểu đạt để tránh hiềm khích hiểu lầm tới người khác, đồng thời cũng tránh khẩu thiệt thị phi, cần phải hết sức khiêm tốn kiệm lời hơn. Đây chính là nền tảng vững chắc cho thu hoạch nhiều vấn đề trong cuộc sống. Về mặt tình cảm không được như lý tưởng, thần thánh hóa người bạn đời hoặc người yêu. Cũng không nên đưa yêu cầu quá cao sẽ bất lợi cho bạn mà không thoát khỏi cảnh độc thân cũng như là gây áp lực cho phía bên kia. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan là sự nghiệp, danh vọng, thị phi. Năm nay tuổi Dậu có can ngày sinh Bính Hỏa, có nhiều cơ hội đang chờ đợi. Lãnh đạo rất tín nhiệm mà giao cho bạn những trọng trách nặng nề, có những vấn đề khó xử lý, nhưng cũng sẽ do bạn tự xử lý. Như vậy, thử thách rất lớn trong công việc, nhưng để hoàn thành được một việc một cách sáng suốt thì bạn cần phải cẩn thận để làm được và một bước đưa danh vọng, uy tín lên cao. Về phương diện giao tiếp, xuất hiện khẩu thiệt thị phi, phải khiêm tốn, điều tiết bản thân mới tốt. Ngoài ra thì có thêm mệnh đào hoa mang đến, người đã kết hôn thì có mối quan hệ tình cảm tốt. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan là chủ về sự nghiệp, áp lực, quyền lực. Năm nay sẽ có lợi cho người tuổi Dậu, can ngày sinh là Đinh, thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, danh vọng cũng được nâng cao.
Nhưng cơ hội chỉ luôn dành cho những bạn đã sẵn sàng, lúc rảnh rỗi thì nên tự biết bỏ xả áp lực. Nên tham gia nhiều các hoạt động xã hội, suy nghĩ thoáng hơn, mà tình cảm thì tương đối hài hòa. Người đơn thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn khác giới đáng tin cậy. Mặt sức khỏe nên cần chú ý, tiết chế việc tiệc tùng quá độ dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ. Lưu niên gặp thiên tài là sẽ gặp những mặt về tình nhân, đầu tư, thiên tài là tình nhân tinh. Người tuổi Dậu can ngày sinh Mậu đã kết hôn vượng đào hoa nên cần cẩn thận xử lý. Người đơn thân thì sẽ có đào hoa nhưng không nên vội vã trong vấn đề tình yêu sét đánh, yêu ngay cưới vội. Về tài vận, tài có thể sinh vượng cho sự nghiệp. Mặt sự nghiệp thì cần tránh đầu tư mù quáng vào những dự án đầu tư lớn. Phương diện thiên tài có thể không ít những sai lầm mà tìm đến bạn, nhưng thực tế thì đều là mò kim đáy biển. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ. Lưu niên gặp chính tài, chủ về tiền của hôn nhân. Từ can ngày mà nói thì năm nay tuổi Dậu có ngày sinh Kỷ Thổ, kiếm ăn nhẹ nhàng đầu óc, tài năng có cơ hội được phát triển, lãnh đạo dễ ghi nhận năng lực làm việc của bạn. Vận chính tài phát triển bền vững. Vận thiên tài thì không mấy lý tưởng, không nên mạo hiểm đầu tư. Người đơn thân năm nay có vận đào hoa nhưng cũng không được yêu cầu quá cao. Vận tình cảm thì thêm một bước tiến mới. Mối quan hệ với một nửa của bạn được ổn định, đi đến giai đoạn bàn tới hôn nhân. Thiên can ngày sinh là Canh Kim. Lưu niên gặp thương quan, chủ ý sáng tạo mối quan hệ với mọi người, vận động. Năm nay tuổi Dậu có can ngày sinh Canh Kim, luôn có ý tưởng sáng tạo trong công việc, gặp nhiều chuyện hài lòng và có thêm nhiều cơ hội về đối tác. Nếu có chuyện gì không như ý thì sẽ nhanh chóng trôi qua. Năm nay cũng thích hợp làm thêm hoặc là mở rộng thị trường làm ăn mới. Tận dụng mối quan hệ với mọi người xung quanh thì bạn có thể mở rộng được tài vận. Bạn đơn thân năm nay gặp được cơ hội một nửa như ý, mặt sức khỏe nên tập thể thao nhiều hơn và cẩn thận về ăn uống. Thiên can ngày sinh là Tân Kim. Lưu niên gặp thực thần, chủ về tiền của sở thích, hưởng thụ. Trong năm nay thì tuổi Dậu có can ngày sinh Tân, mọi việc tương đối như ý, mặt sự nghiệp thì có nhiều không gian mở, tiến độ công việc thì có thể hoàn thành đúng hẹn. Trong công việc dù bận đến mấy thì cũng phải tranh thủ lúc nhàn rỗi quan tâm đến sở thích của mình. Trong cuộc sống thì hãy tạo cho bản thân nhiều màu sắc hơn. Trong vận tài thì có nhiều thăng tiến, vật chất không phải nghĩ. Tình cảm thuận lợi, luôn có nhiều cơ hội tụ tập với bạn bè, người xung quanh, nhưng cũng cần phải chú ý đến ăn uống quá độ, tránh có vấn đề sau ẩm thực. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài, chủ về tiền tài, giao tiếp sự nghiệp. Năm nay sự nghiệp của tuổi Dậu can ngày sinh Nhâm Thủy có nhiều cơ hội được cấp trên bề đạt, đồng nghiệp tán thưởng, nhưng không nên tạo cho mình cơ hội kiêu căng, cần phải trung thực, chân thành, chăm chỉ làm việc mới có thành tựu vững chãi. Tài vận như vậy mà phát triển tự nhiên nhưng chắc chắn và càng có nhiều cơ hội thu hút đối tác khác. Biết cách làm việc tập thể sẽ càng làm cho sự nghiệp lên cao. Mặt thiên tài thì không nên có sự đầu tư ngoài luồng. Mặt tình cảm thì rất mạnh nên có sự quan tâm nhiều hơn với đối phương. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiếp, chủ về giao tiếp, bạn cùng tuổi, chi tiêu. Năm nay tuổi Dậu can ngày sinh Quý Thủy có tương đối nhiều cơ hội phát triển, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc tập thể sẽ tốt hơn làm việc độc lập. Không nên tự mãn về bản thân, mặt tài vận thì dần tăng lên nhưng phải chi tiêu nhiều cho ăn uống với mối quan hệ mở. Mặt tình cảm thì có nhiều mối quan hệ như ý với bạn bè, không được lơ là vì quan tâm tới nửa còn lại, tránh tình trạng giải tán. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có những số phận khác nhau. Biết trước số mệnh là để chúng ta tìm cách giải vận sao cho cuộc sống được tốt đẹp viên mãn hơn. Những cách hóa giải của chúng tôi đã nói chi tiết ở trên, mong rằng có thể giúp ích được cho quý vị, đặc biệt là những người tuổi Dậu trong năm Tý 2020. Hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để cùng nhau tìm cách giải quyết, định hướng được tương lai. Các cụ ta đã có câu, người có chí thì nên, nhà có nền thì vững. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta cần tích lũy cho mình những kinh nghiệm từ thực tiễn, ý chí bền bỉ để có thể vượt qua những gian truân trong cuộc đời, đạt được những thành công như mong đợi. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm, ủng hộ Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Quý vị có thắc mắc, khó khăn gì trong cuộc sống, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chính xác nhất từ các chuyên gia về phong thủy hàng đầu Việt Nam. Video của chúng tôi đến đây là hết. Chúc quý khán giả năm 2020 ngũ phúc lâm môn, phúc lộc song toàn, mọi điều như ý.